anh em nhá. Hiện tại hai anh em đang chuẩn bị thay cái pha bóng bi cầu led cho anh trai. Đôi pha này của anh trai thì nó là pha của Trung Quốc các bạn nhá, phải pha xịn nhá. Đấy, nó rất là mờ thôi. Nhưng mà thì mình sẽ thay cái đôi bóng bi cầu led này vào thì nó cảm thấy rất là sáng luôn. Đó, nhưng mà muốn thay được thì anh em phải bỏ cái bôi bên trong các bạn này. Đấy, đây anh em cũng đây, con này phải thò vào nhá, thò không phải tháo đấy đâu anh ạ. Anh bẻ cho em cái môi thôi. Anh thò kim mà anh bẻ cho em cái môi rút ra xong. Đấy, đấy là đấy rồi, anh cứ lay đi lay lại. Để nó đất anh ạ. Đúng rồi, anh cứ lay đi lay lại nó đất. Không rút được à? Không, không rút được. Con kia này thì nếu mà muốn rút được cái đấy phải tháo toàn bộ mặt mềm, tháo bộ mặt này thì nó hỏng hết anh ạ. Bắt buộc bẻ tí là ra ngay mảnh dính anh. Đó, đây các bạn nhá. Đấy mình quay cho bạn xem này. Mình quay cho anh em xem nhé. Đây anh em cùng xem theo dõi luôn này. Đấy các bạn thấy không, chúng ta bỏ bẻ cái môi đi thôi. Thì cái môi này thật ra thì nó cũng rất đơn giản. Đấy pha này của bác rất là tối. Vì nó bị khố hết rồi. Nó khố hết rồi, gần như mặt kính nó không còn cái gì các bạn nhé. Đấy rồi, ngay này phát tí nước ngay rồi. Kim nó dài dài hơn chút lắm. Kim dài hơn đấy. Ờ, kim dài trước kia không có nhá. Theo cách nào nhỉ? Hay là lấy cái không về đấy. Anh lấy tôi biết. Anh bẩy nó lên trên đúng không? Như thế cũng được anh ạ. Muốn bẻ nó ra bằng vào gốc này này. Chấp đất đấy anh ạ. Chấp đất đấy. Chấp được tí ngũ kim có. Đấy. Đúng bài luôn đấy các bạn nha, chúng ta phải lắc các bạn này để cho cái môi trong đất. Vì cái môi kia này nó rất là khoai một điều là bởi là nó sẽ gì anh? Có cái gen anh của Olim 720 anh. Olim 720 á, Olim 720 phải đạt. Em trai lấy gì? Ở đây cái bát hàng nhiệt của này á. Xe em trai. K165. Có luôn. Mấy chiếc? Một cái này. Còn gì nữa không? Lâu rồi thì ra là mọi thứ anh cũng đã quá hiểu biết về chiếc xe này rồi. Đấy, không còn bơ ngỡ, không như là còn gọi là gọi là lo lắng nữa. Mà mọi thứ thao tác rất đơn giản các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không, bẻ cái môi. Đấy, bẻ cái môi bên trong thì ta cầm cái kim nhọn đó các bạn ạ. Con này thì nếu mà để tháo được cái môi này thì nó rất là vất vả. Phải bóc cả cái mặt pha ra, thì nếu bóc mặt pha thì chúng ta không làm được đâu. Vì keo nó chắc lắm, chúng ta chỉ cần bẻ cái môi đi thôi. Còn cái môi đấy thì nó có tác dụng là hắt lại ánh sáng. Nhưng mà không cần cái điều đấy, không cần kiểu mai sau các bác về zin cũng không sao hết các bạn nhé. Đây cái môi này. Đấy, anh sắp bẻ xong rồi. Chỉ còn mấy phút nữa là cái môi này sẽ đứt. Em mới quạt cái. Đây quạt đây rồi. Đây rồi anh. Đây quạt đây, ngồi đây cho mát anh. Đấy. Đấy, hai anh em đang bẻ cái môi các bạn nhá. Trước đấy thì anh trai có độ mấy cái đèn bên ngoài nhưng mà vì công an đi tỉnh thì bị các quan phạt nhiều quá rồi, thế nên ra là anh ấy quyết định là thôi không gì nữa, thì anh quyết cầu khu nhà mình. Đây các bạn này, đây cái môi đây các bạn nhé. Đây cái môi đây các bạn thấy không, còn cái môi này các bạn đây. Kia thì một trong những chiếc xe nào siêu về đấy các bạn thấy không. Đó thế là xong. Đấy, rất đơn giản luôn. Thế thôi, không vướng đâu anh ạ. Thế là xong rồi anh, thế là xong rồi, ngon rồi, tắt bóng bình thường rồi anh. Đấy các bạn thấy không, như này đúng không? Đúng rồi, anh cho chân bình thường ra chuẩn luôn. Đấy anh cài lại phe như bình thường là xong. Đâu không cần, cái ốc đấy ông tăng chỉnh anh, ông ấy ông tăng chỉnh cao thấp của đèn. Tối mai anh thấy nó cao thấp anh tăng chỉnh một cái đấy. Anh bắt lại cái cá cho em này, cái cá này đấy đúng rồi. Là tháo ra. Anh bắt lại chứ, bắt lại là xong. Anh tháo cho em cái đít này, này. Anh bắt bên này, anh tháo cho em cái đít quạt gió ra nha. Đúng rồi anh xoáy được anh ạ, anh xoáy được ạ, anh bỏ xuống anh xoáy ra được. Này các bạn nhé. Mùa hè này nó chạy kín mắt. mùa hè anh ạ. Tối chiều lại mưa. Đó, các bạn tháo đi để ra các bạn nhé. Lắp Kia nó dễ các bạn ạ. Kia này, rồi là K165, K3000 rất là dễ các bạn. Rất đơn giản, kể cả K2H, HD rất dễ.
Đấy. Cho anh cài lại cho em đi cũng là xong như bóng zin luôn. Đó. Đấy các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn. Đấy. Như nào nhỉ? Đấy chiều đấy anh ạ. Này. Không chiều này anh ạ. Chiều đúng rồi chiều đấy. Anh đặt vào cho em. Anh đặt cái chân vào. Anh bắt vào chân chiều trước. Ừ, đây để em làm cho. Đây cái này thì mình sẽ để nó quay đây các bạn nhá. Nó sẽ ngược anh nhìn tí. Đây anh, nó sẽ như này. Cái này là cài vào đây. Anh để như thế này đúng không? Cài vào như đây như này. Cài vào đây nhá. À. Thì nó sẽ ham bóng xuống được. Đó. Anh xem này đúng chưa? Đấy như thế đúng. Anh bắt đây trước, anh bắt đây trước. Đấy. Rồi, anh ham xuống đây. Đấy. Nó rất là nhỏ anh đây. Có một cái nóng đen này. Đây một con vít. Đấy, thế là nó ham bóng là xong. Rất đơn giản nha các bạn nha. Đấy, mặc dù nó pha rất là tối rồi nhưng mà tối đến ánh sáng nó vẫn hát ra bình thường rồi xong. Chụp cao su đâu hả anh? Chụp cao su anh để cho dây điện nó qua. Đó. Thế thôi anh ạ, thế thôi. Thế thôi nhạc, thế thôi, chém một tí. Không, anh chém kiểu này này, vấn đề cái để cái cao su dính ở đấy. Anh chém này, vấn đề dính ở chân cao su đấy. Không, anh cắt dòng này anh cắt dòng này. Không, dòng này, dòng này anh ơi. Không, dòng này, thẳng lên thẳng này anh. Anh thẳng này cho em. Đấy, thì là, vâng đúng rồi, thì cao su nó vẫn dính ở đây. Quét thế từ dưới nó cũng ấy. Không, thì mai sau mình thích gì thì mình về mình lại thì mình không bị cao su. Dình eo ơi. À, hủy luôn rồi thì anh. Zin. Ok. Đồ này, một zin cái gì. Lại chiều lên chiều xuống thì tùy anh bắt. Đã xong. Đó. Đấy, đang ấn kéo xuống vào các bạn nhé. Rồi xong, anh xoay đây. Phải bắt đầu nhiệt tự từ xuống nhé. Đây, mình lại cầm cho các bạn xem nhé. Đây mình cầm cho bạn xem. Đấy, ngay chi tiết này thì anh em phải xem tận cảnh thì anh em có thể về nhà các bạn tự lắp được. Vì nó rất đơn giản thôi nhưng mà có những cái tình huống nó sẽ tự anh em phải xử lý. Đấy vì nó là độ mà. Xoáy chặt vào anh ạ. Kệ nó anh, xoáy chặt vào anh ạ. Quay cả bóng đấy. Không. Tới tay là tự nó dừng lại nhá. Đấy. Ok. Thử bạn nào. Thử anh. Đấy, anh em lại thử các bạn nhá. Lại thử tiếp. Đấy, test thử luôn. Anh dí không? Một tay em phát. Anh dí không? Một chân bảo vô. Cảm ơn đầu vào. Không, anh dí vào để xem là đứng mát lửa chưa. Nó gần như là nó cái mặt kính nó gần như là chỉ gọi là chống nước mưa thôi, còn chỉ có bóng nó bắn ra ngoài hết anh ạ. Ok anh, một con là xong, tiếp tục con nữa các bạn nha. Mới thế đã. Vâng thế thôi, con này anh có thay bóng led nữa thì thay. Đấy đôi bóng led bên cạnh nữa thì 6,5 anh có thay thì thay đốt. Bóng này cần chó. Thế thôi anh chạy một pha không thôi. À. Rồi anh này làm tiếp quả này nữa, một cái gì đấy là xong. Con này như giống này đúng rồi anh ạ. Như, này. như thế chuẩn. Như là út đúng không? Đúng rồi, con đấy nó bị ngược. Đấy con này nói chung là dòng kia này thì có mỗi cái điều là chúng ta phải bỏ cái môi các bạn nhé. Bỏ mỗi cái môi thôi. Đấy, anh em cứ bỏ cái môi đi là chúng ta lắp được như zin thôi. Có cái nắp này không? Có, em có cao su thì anh có. Em có. Cao su để cho dây điện nó chạy qua đây các bạn.
Quay kỹ không khác. Đèn sáng bắt đầu quạt để quay. Anh chụp lại. Số lượng nha, anh ấn lại. Đây các bạn ơi, đấy, các bạn thấy không? Đây là chiếc Kia K3000 các bạn nhé. Đấy, anh trai thì không lạ gì với chiếc xe của mình rồi, quá là gắn bó lâu năm rồi. Các bạn đang vừa thay pin cầu led này, buổi ngày mà các bạn nhìn thấy nó kinh khủng không, buổi ngày mà nó sáng như này thì các bạn biết là buổi tối nó như nào rồi. Đây con K3000 thì nó hay cái là nó có cái chóa vàng này các bạn này. Đấy, chủ nhật các bạn nha, là anh em vẫn chiến nhiệt tình luôn. Đây đang bật chế độ pha cốt các bạn nhé, cốt này ra 190 cái kiểu kêu bên của màn khóa không. Bạn Đoàn Nhi ơi, kêu thì nó sẽ có hai kiểu, một là kêu theo kiểu như là bị rung lắp, và một kiểu là đóng cửa nó không chặt đi kêu. Thì cái đấy thì một là thay kết cửa, hai là thay ngập cửa. Hai cái bên mình thì đang còn ngập cửa thì còn các bạn ạ, còn kết cửa thì cuối tuần mình mới về thôi. Các bạn thấy không, anh trai cũng tự tay lắp đặt chiếc xe của mình. Đấy, không phải thì hai anh em tháo ra rồi thì bây giờ anh ấy lắp giúp mình thì mình mới cầm máy quay cho mọi người xem được, không thì không quay cho mọi người xem được. Đó, à lóc này các thứ. Đấy, cuối cùng thì là xong các bạn nhá. Anh ơi trai. Đó, bữa nay em xào đèn đây, cuối cùng là xong các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không, ok chưa? Rất là sáng luôn. Ơi, xe này của anh ấy rung nhiều quá. Rồi, ok, thì là xong các bạn nhá. Đấy, đi cầu led, tối nay anh trai chạy. Tắt được không, các bạn xem. Em có, đây em tí. Vừa đi vừa bán à? Em xin anh yêu anh. Vừa buôn xe vừa đi vừa bán luôn à? Anh ạ. Vâng, ai đấy thế này phải mua bán luôn này. Vâng. Em tưởng anh chưa buôn xe nữa. Như là cứ biết bảo anh ấy thì không.